thế giới về quy mô GDP ngay năm sau. Giá xăng dầu trong nước dự báo đồng loạt tăng mạnh hôm nay. Đủ nguồn vật liệu thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. 3 nữ doanh nhân Việt lọt top quyền lực nhất châu Á. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài chính thị trường ngày 10 tháng 10 của Báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin sẽ là những cập nhật đáng chú ý từ thị trường tài chính quốc tế. Chốt phiên vào rạng sáng nay ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đóng cửa ở mức kỷ lục. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 431,63 điểm, tương đương 1,03% lên 42.512 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 108,70 điểm, tương đương 0,60%, mức điểm mới là 18.291,62 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 40,91 điểm, tương ứng 0,71% lên 5.792,04 điểm. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,42% lên 102,92 điểm. Đồng Yên Nhật tiếp tục giảm giá so với đồng USD, tỷ lệ quy đổi mới là 149,32 Yên đổi 1 USD. Giá vàng thế giới nối dài đà giảm trong ngày thứ 6 liên tiếp do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD. Giá vàng giao ngay giảm 13,5 USD xuống 2.608,7 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.626,2 USD một ounce, giảm 14,4 USD so với rạng sáng qua. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp do tồn kho dầu thô của Mỹ tăng. Giá dầu Brent giảm xuống còn 76,58 USD một thùng, tương đương mức giảm 0,78% so với phiên trước đó. Giá dầu WTI giảm 0,45% xuống 73,24 USD một thùng. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ cũng như những diễn biến đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay ngày 10 tháng 10, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cùng niêm yết ở mức mua vào 83 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng, không đổi so với sáng qua. Chênh lệch hai chiều là 2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá nhẫn tròn 4 số 9 được Doji niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng một lượng mua vào và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 400.000 đồng một lượng chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch hai chiều là 1 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước hôm qua ngày 9 tháng 10 niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.168 đồng đổi 1 USD, không đổi so với phiên trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD với tỷ giá sàn là 22.959 đồng 1 USD, còn tỷ giá trần là 25.376 đồng 1 USD. Vietcombank cuối ngày hôm qua niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.635 đồng 1 USD, bán ra ở mức 25.025 đồng 1 USD, không đổi ở cả hai chiều mua và bán so với cuối ngày trước đó. Vietinbank công bố giá USD mua tiền mặt là 24.510 đồng 1 USD, bán ra ở mức 25.010 đồng 1 USD, giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán. BIDV niêm yết giá USD mua tiền mặt là 24.650 đồng 1 USD, bán ra ở mức 25.010 đồng 1 USD, giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên ngày 9 tháng 10, VN Index tăng 9,87 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,78%, lên 1.281,85 điểm. Toàn sàn HOSE có 255 mã tăng, 114 mã giảm và 78 mã đứng giá tham chiếu. VHM là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN Index với gần 1 điểm, khi mã này tăng hơn 2% lên 42.500 đồng. Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm qua đạt hơn 18.700 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE chiếm hơn 17.000 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 46 tỷ đồng. Thưa quý vị, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, mục tiêu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam khoảng 6,5 đến 7% và phấn đấu đạt tăng trưởng khoảng 7 đến 7,5%. Trong bối cảnh tình hình thuận lợi hơn, để đến hết năm 2025, quy mô GDP Việt Nam xếp hạng 31 đến 33 thế giới. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở kết quả của 8 tháng, ước cả năm 2024 đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu xã hội, đạt chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân sau 3 năm không đạt. còn chỉ tiêu GDP bình quân đầu người xấp xỉ đạt 4.647 USD so với mục tiêu 4.700 đến 4.730 USD do biến động tỷ giá. Tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước, cả năm 2024 ước đạt khoảng 6,8 đến 7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra từ 6 đến 6,5%, thuộc nhóm ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Về năm 2025, chính phủ dự kiến có 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 đến 7%, phấn đấu khoảng 7 đến 7,5% trong bối cảnh tình hình thuận lợi hơn để hết năm 2025 xếp hạng 31 đến 33 thế giới về quy mô GDP. Một số chỉ tiêu khác cũng được dự kiến, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt 24,1%. Dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 1.966,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2024 và tăng 5% so với ước thực hiện năm 2024. Chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 2.527,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 408,4 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2024. Theo nhận định của một số doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu lớn trong nước, giá nhiên liệu sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành hôm nay mùng 10 tháng 10. Theo đó, các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 950 đến 1.250 đồng một lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 820 đến 1.050 đồng một lít. Trường hợp cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá nhiên liệu có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng trở lại chỉ sau một phiên giảm. Giá nhiên liệu này đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, nguồn vật liệu cát, đất, đá để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025 đã được các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu gấp rút tìm kiếm đẩy nhanh thủ tục khai thác. Đến nay, vật liệu thi công các dự án cao tốc về cơ bản đã không còn thiếu. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đối với 10 dự án thành phần dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2, đoạn từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Khánh Hòa, tổng nhu cầu vật liệu đá cho dự án cần gần 20 triệu mét khối. Khối lượng trên đang được lấy từ 90 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng hơn 186 triệu mét khối. Tổng công suất khai thác hiện nay khoảng gần 11,5 triệu mét khối một năm. Khả năng cung ứng của các mỏ đáp ứng yêu cầu. Về vật liệu cát, theo tính toán, nhu cầu cần cho dự án cần khoảng gần 10 triệu mét khối, trong đó hơn 4,7 triệu mét khối lấy từ 77 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng khoảng gần 10,7 triệu mét khối. Hơn 5,5 triệu mét khối được lấy từ 19 mỏ mới chưa khai thác với tổng trữ lượng khoảng hơn 13 triệu mét khối. Tính đến cuối tháng 9 năm 2024, các địa phương đã hoàn thành cấp bản xác nhận khối lượng 19 trên 19 mỏ. Các nhà thầu đang khai thác 19 trên 19 mỏ với tổng trữ lượng hơn 6 triệu mét khối, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Riêng vật liệu đất, nhu cầu phục vụ thi công các dự án khoảng 50 triệu mét khối, trong đó 2,7 triệu mét khối lấy từ 21 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng hơn 10 triệu mét khối, tổng công suất khai thác khoảng hơn 3 triệu mét khối một năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai kế hoạch khai thác tại 58 mỏ mới, với 55 trên 58 mỏ đã đi vào hoạt động. Tạp chí Fortune của Mỹ vừa công bố danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, qua đó vinh danh 100 nữ doanh nhân hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, năng lượng, vận tải, thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn. Trong đó, Việt Nam có 3 đại diện góp mặt trong danh sách này. Đứng ở vị trí thứ 66 trong danh sách là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Trong khi đó, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Giám đốc điều hành CEO của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, đứng ở vị trí 71 trong danh sách của Fortune. Đại diện cuối cùng của Việt Nam trong danh sách nói trên là bà Mai Kiều Liên, CEO của Vinamilk. Bà Mai Kiều Liên gắn bó với Vinamilk từ những ngày đầu sau khi tốt nghiệp vào năm 1976 với vị trí kỹ sư công nghệ, phụ trách phân xưởng sữa đặc. Với năng lực và tâm huyết của mình, bà đã trở thành thuyền trưởng và chèo lái Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam từ năm 1992 đến nay. Đây là năm đầu tiên Fortune công bố danh sách những phụ nữ quyền lực nhất châu Á. 100 nữ doanh nhân trong bảng xếp hạng MPW Asia năm nay đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Tài chính thị trường ngày 10 tháng 10 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!